sư phụ mình giải cứu được bao nhiêu tấn cho sư phụ anh là chị? Được 10 bữa nay nữa là chắc cũng gần 17 18 rồi, 18 tấn rồi. Có sư phụ nhúng tay vô là dạ dạ trời em cảm ơn lắm luôn, thiệt cảm ơn dữ lắm luôn anh. Bây giờ không dám nói hết chứ thực tế còn khoảng 70 tấn nữa, nhưng mà bữa hôm sư phụ hỏi nhiều nói 50 thôi. Tại vì nó nhiều quá sợ sư phụ ngán á. Ngán. Dạ, sợ nhiều quá. Dạ, sao nhiều quá sợ, rồi. Nhiều rồi quá lỡ nhiều quá rồi sư phụ thấy gán, sư phụ không mua cái nó ấy nữa. Lo lắm. Dạ, cái nghe nó sư phụ nói mua một cái là mừng dữ lắm, ngủ không được luôn á. Ừ. Tới bây giờ vẫn ngủ không được. Hôm nay là mình hái gì là giải cứu cho đưa cho Đức Thành không phải không anh? Anh có biết bao nhiêu tấn không? Dạ. Cam cho mình coi xem nha. Vô vườn cam nè. Bà con hỗ trợ giùm cho chứ bây giờ quá trời vô vườn cam. Tết hồn cam đi. Bây giờ động dữ dằn lắm rồi. Miền Tây xin chào cô chú và các bạn, rất vui được trả lời video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng đoàn của Đức Thành đi về tỉnh Vĩnh Long, thị xã Măng, huyện Măng Thích để giải cứu vườn cam nghe cô chú. Thì mình sẽ đi vào vườn cam mình chia sẻ cho cô chú xem. Hôm nay sư phụ mình mua tới 10 tấn để giải cứu cho vườn cam nha cô chú. Sao? À, hello anh Đức. Ông Phải Lan hả? Hôm nay anh Đức cũng đi nữa nè, giải cứu vườn cam. Dạ. Cam à, đưa mặt rồi, đưa hai chiếc cam vô. Quay hai chiếc xe kìa. Quay hai chiếc xe luôn kìa. Đây mọi người đang chở cam ra nè cô chú, đường này lòi cam ra nè. Đây mình đang đi cặp theo vườn cam luôn nè cô chú. Bây giờ hôm nay đi đoàn mình đi 10 cỡ 16 người 15 6 người nha cô chú, cháy quá cháy luôn nè. Dạ, ấp Tầm Du, xã Trà Côn. Xã Trà Côn. Dạ. Huyện Trà Côn. Dạ. Tầm Du. Dạ. Đây là ấp Tầm Du, xã Trà Côn. Dạ. Ấp Tầm Du, xã Trà Côn. Đúng rồi. Ấp Tầm Du, xã Trà Côn. Đây vườn cam mình ở đây vòng vòng đây không anh? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Có cam chín nè. Cam ở đây của anh được diện tích bao nhiêu công hả anh? 12 công. 12 công. Là mình mới thu hoạch lần đầu ha, được mấy lần anh? Được mấy lần rồi, năm nay vắng quá, năm nay rớt giá quá, nhà vườn rớt giá quá. Thì mình bẻ bữa nay nữa là mình bẻ hết vườn mình là cỡ nhiêu tấn anh? Khoảng 12 tấn, nhưng mà còn ở tầm khoảng 50 tấn nữa. Còn khoảng tầm 50 tấn nữa mà mình có chỗ để chưa có chỗ, còn 50 nữa đi thẳng vào đây vô trong sâu chứ không có thể nào mà xách tay được. Đây là phải đúng là đây cái dây chuyền nó phải như vậy á. Cái đường này nó hơi nhỏ, mình khi mình lòi ra nó cũng hơi khó khăn ha. Thì bây giờ thấy chịu rồi.
Cái này anh mướn nhân công hái vậy đó hả? Đúng rồi, phải thuê nhân công hái. Dạ. Tất cả là phải thuê hết. Dạ, giá rẻ quá mà thuê nhân công nữa. Thì phải chịu rồi, bây giờ chấp nhận lỗ. Dạ. Để kiếm được phần nào để hỗ trợ tiền phân. Dạ. Chứ nếu không là mất trắng. Vậy là bán cho lái vô là nó mua nhiêu ký? Nó mua rẻ lắm. Nó mua nhiêu ký anh? Có lúc trước nó không mua luôn. Dạ. Ừ. Lý do là sao mà nó năm nay nó... Tại nó không ra hàng được. Dạ. Cái đầu trên nó... không có ăn được. Lúc trước nó đâu có đi được đâu. Ừ. Bây giờ cũng có đi lây ra được. Đi lây ra nhưng mà số lượng nhỏ lắm. Vậy hả? Tại vì bây giờ ùn ứ lại nhiều quá. Số lượng của chú quá trời nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Đây chạy dài tới ngoài luôn. Ừ. Thu hoạch này là được hết luôn đó ha. Được hết rồi. Bây giờ nói chung là cần phải nói với ai đó là hỗ trợ, là bữa nay xong là phải mai cắt tiếp, nếu không là nó rụng. Dạ. Nó rụng là nó sẽ thúi, nó hư. Dạ. Mà được một trái cam như vậy là cả vấn đề chứ không phải là đơn giản. Được rồi chế, được rồi. Khi mà từ cái lúc chỗ bông đến mà mình thu hoạch anh là khoảng bao nhiêu tháng anh? Có chuồng ba. Thời gian là phải gần 2 năm. Dạ. Nói chung là dưỡng cây rồi phô vô thuốc dữ lắm. Không, ý em hỏi là từ lúc mà nó ra hoa tới mà ngày mình thu hoạch trái. Nói chung là tùy cái thời tiết nữa, nó cũng phải lệ thuộc vào thời tiết. Dạ. Thì bộ chú cũng biết là đó, đây cái vườn cam của anh là có 12 công mà chăm sóc tới mà thu hoạch là rất là kỳ công. Rồi phân thuốc dập tư đồ nó lên giá. Ờ, lên thôi chứ không có xuống. Yeah. Ở đây mà nhà vườn mà không bán được á, là công nhân ở đây không có tạo ăn công ăn việc làm. Đủ thứ luôn đó hệ lụy, không ra được. Dạ. Nói nghe này, cái thường là nó khó khăn cho đến cái nhà vườn. Thì cũng mong có công ty nào hay là nhà dân ủng hộ ăn bớt chứ giờ quá là nhiều đồ. Thì hổm dài là mình thu hoạch được hết bao nhiêu tấn rồi anh? Này nữa là khoảng gần 20 tấn rồi. 20 tấn ha, như 20 tấn xong mình vẫn còn 50 tấn nữa. Còn 50 tấn nữa là mình cũng chưa có cái đầu ra đúng không? Chưa. Dạ. Yeah. Yeah. Chìm xuống nha. Chạy vui lắm. Bây giờ cái quan trọng là cái phân thuốc sâu. Giá không có cho bán thiếu nhiều. Mà giờ mà muốn mà nó được cái quả tốt là phải vô phân để cho nó hỗ trợ cái ấy. Nhưng mà bây giờ những cái trái như vậy mà không vô phân á thì nó không có gọi là được giá, được trái nhiều. Mà bây giờ vô phân thì lỗ. Cho nên mình cũng hạn chế nha. Mà bây giờ không cắt á thì nó sẽ chín, nó rụng. Tại vì cái đầu ra mình không có. Mà bây giờ cắt á thì nhiều khi bây giờ mướn công nhân á thì giá nó, người ta cũng biết là mình khó khăn nhưng mà cũng phải đúng giá làm công cho người ta. Hàng quá thì không có sức được đi, rất là khó khăn. Nói chung là khó đủ thứ hết. Nguyên nhân làm sao mà mình không có ra được là do bụng nhiều quá hay sao anh? Cái này nói chung nhiều hay sao? Hồi trước Tết á là cái giá cũng nó xuống rồi, nhưng mà bà con nghĩ là sẽ lên, nhưng mà không ngờ nó xuống nữa, nó quay lại nó xuống thêm nữa. Thành ra bây giờ dồn quá, cam bây giờ chín, đâu phải một vườn này chín đâu, cả trăm nhà vườn chín. Người làm sao tiêu thụ hết? Chín gỗ quá. Hết. Thì nó khổ cái chỗ mà cái hoàn cảnh mà mình đồng lọt với nhau mình. Đúng đâu, đồng lọt. Rồi giờ là đụng cam với nhau rồi nên giá cả nó cũng hơi khó khăn cho nhà vườn. Bây giờ chỉ mong
để mà đủ tiền trả tiền vật tư với công nhân là mai rồi. Là mình chăm sóc từ lúc mà ra qua tới mà thu hoạch luôn là mình đều tất cả là mình mướn hết ha. Mướn hết. Bây giờ những cái cây trái như vậy, nổi gộ như vậy, nếu mà mình không hái, nó sẽ hút dinh dưỡng của những cái cây này lên. Lần sau nó không có ra trái đặn như vậy được nữa. Đúng rồi, tới thời mình phải cắt nó, tới cái lúc nữa mình phải cắt. Rồi đi. Vườn cam của ảnh trái quá trái luôn cô chú ơi, nhưng mà em thấy làm như lá nó hơi rụng bớt à. Tại vì bây giờ trái nè, nó quần xuống nè. Dạ. Nó quần xuống nè. Dạ. Nó rụng. Mình sẽ tốn tiền nhiều lắm nó mới tỉnh. Nè, cho chị và chị nó. Nè, nè nè, lên đài luôn. Trời ơi, sao mày cho tao lên đài? Cái này là chị của anh đó hả? Dạ. Chị. Rồi kéo lên. Ừ. Rồi mở ra cho người ta biết thấy chị gái đẹp, xinh đẹp. Trời ơi. Đẹp gì? Nó anh nó bị suy vậy đó. Nó suy nhiều lắm. Là nó mang trái thôi, có thể là mình không bán được nè. Trái dữ lắm trái. Dạ, rồi cho nên là nó vậy đó. Này theo như giá bao nhiêu mình mới lấy lại được vốn? Giá trên 10.000 mình mới lấy được. Còn hiện tại giờ tại vườn mình bán là giá bao nhiêu chị? Tại vườn mình bán giá nhiêu Khánh, bữa hổm là cũng như có bán được cân nhiêu ạ? Tại vườn bây giờ là hồi nhờ Khánh nó cứu đó anh ơi, chứ bây giờ em đưa đại cho nó, chứ giờ em hết biết rồi, không mấy là nó rụng dữ lắm luôn á. Nó rụng hết trơn luôn á. Chứ hồi lúc đó là nó quằn xuống nó sẽ cháy cái này dữ lắm. Nhưng mà bây giờ bán không được á. Nó rụng rồi nó thúi dữ lắm luôn. Dạ. Sư phụ mình giải cứu được bao nhiêu tấn cho sư phụ là chị? Được 10 bữa nay nữa là chắc cũng gần 17 18 rồi. 18 tấn rồi. Có sư phụ nhúng tay vô là dạ dạ trời em cảm ơn lắm luôn, thiệt cảm ơn dữ lắm luôn ha. Giờ không dám nói hết chứ thực tế còn khoảng 70 tấn nữa, nhưng mà bảo sư phụ hỏi nhiều nói 50 thôi. Tại vì nói nhiều quá sợ sư phụ ngán. Dạ, sợ nhiều quá. Dạ, sợ nhiều quá rồi. Rồi lỡ nhiều quá rồi sư phụ thấy ngán, sư phụ không mua cái nó ấy nữa. Lo lắm. Dạ, cái nó sư phụ nói mua một cái là mừng dữ lắm, uống được luôn á. Tới bây giờ vẫn ngủ không được. Dạ, sư phụ mà nhúng tay vô là mọi chuyện là sẽ xong hết trơn à. hôm trước đem về chảnh là một phát một chút xíu là thì đó mừng hết biết. Mừng lắm, mừng lắm. Nào, thiệt sao mà xây chuyển sao mà được gặp chỉ được. Sư phụ giúp là chỗ nào cũng mà em không không hiểu cái duyên sao mà anh chị mà gặp được sư phụ ha. Ừ. Thì cũng nhờ Khánh đó. Nhờ cái duyên của sư cô Phước Huệ. Cô Phước Huệ giới thiệu em là đệ tử của cô Phước Huệ. Dạ. Mà cô Phước Huệ là với sư phụ là cũng quen biết. Dạ. Thành ra cô khi mà em nói với cô, em tâm sự với cô cái nỗi buồn mình cái đang bị hoàn cảnh á, thì cô Phước Huệ nói để cô thử coi liên hệ với sư phụ coi làm sao. Không ngờ sư phụ ủng hộ liền. Trời ơi mừng. Bữa đó mà nói ủng hộ thôi nghe là đã ngủ không được rồi. Tại vì đang như là có phép màu vậy đó. Mình đang bán không được mà nghe sư phụ nói mua hỏi bao nhiêu tấn rồi mua cái là thấy mừng quá. Dạ, năm rồi sao anh? Năm rồi có giá anh. Dạ, năm rồi có giá. Năm rồi mà nếu cái tháng qua viên này là cỡ mười mấy ngàn một ký lần á. Dạ, cho nên là được. Còn mà cái tiền phân cái thuốc sâu nó năm nay nó lên gấp đôi. Nó lên gấp đôi luôn á. Năm nay phân nó sẽ lên có thể là gần gấp đôi. Phân với thuốc sâu là mình không có mua thiếu được. Mình mua thiếu dạng như lên 100 triệu thì cho thiếu 10 triệu thôi. Chứ đâu mà, cho dạ, nó sợ mình. Nhưng mà có cái nó thiếu nhưng mà nó tính cái lãi của ngân hàng. Chứ không nó phải là thiếu, dạ chứ không, lãi, phải là, chứ là, không phải là không cho thiếu không. Dạ. Nhưng mà chuyến này nó nói mình nè, mình thiếu nó mấy trăm triệu này, nếu mà mình không trả nó được nó sẽ không bán cho mình nữa. Tại vì bây giờ đã không bán, mình không trả rồi lỡ chứ sao cái giá cam vậy nữa, rồi nó cũng đâu có mua cái ở trên được để nó bán cho mình. Cho nên là nó nói vậy á, cho nên là hoang mang nữa nè. Nếu như mà mình không có tiền trả nó đó là mình sẽ không có phân để vô mấy cái cây này, rồi mấy cái cây này nếu không có phân vô nó sẽ chết. Tại bây giờ nó đã suy rồi.
nó đã yếu, nó mang trái nhiều quá, nó đã yếu rồi là mình tại phải có cái rồi. Không có phân thuốc gì luôn nè, anh ăn cái này là 100% luôn, đảm bảo 100% luôn, tại vì mình thấy lỗ quá rồi, mình không dám. Dạ đúng rồi, mình không dám gì nữa. Với anh biết không, nếu như vậy mà anh gãi phân vô là nó rụng hết trơn nè. Cho nên là dạ mình không dám gãi gì hết, chỉ tưới nước thôi, chứ nếu mình gãi phân vô là mấy cái trái này nó sẽ rụng hết, tại nó chín rồi nó sẽ rụng hết. Cho nên là khổ lắm, khổ dữ lắm. Mừng quá luôn. Nhân công ở đây chị mướn một ngày vậy là một ngày phụ nữ đó, như em làm ở ngoài đó là 300 ngàn một ngày lận đó, còn mấy người là người ta cắt cho mình như vậy là 1.000 một ký đó. Dạ người ta như vậy đó, người ta lội vậy là anh thấy cũng cực lắm á, phải không? Nó 1.000 một ký đó, mỗi cái khâu mà, đều riêng hết. Mà cái này á là người ta thấy mình năn nỉ muốn chết luôn vậy đó, người ta mới chịu đó. Chứ hồi lúc trước cam mắt là nó sẽ hơn cái số tiền này nữa. Có hết tiền rồi, chi phí rồi cắt bây giờ là nói anh em là để thông cảm đi. Để đây nè, người ta cắt cái rồi á là người ta phải lấy tiền để làm, người ta không có tiền không trả anh ta, nhưng mà mình năn nỉ người ta đó. Phải năn nỉ đó. Chứ người ta cắt cái vụ hôm nay 10 tấn là chiều đó là người ta sẽ lấy tiền mình, còn ngày mai cắt cái gì đó ngừng. Nhưng mà bây giờ chiều nay nè. Đó. Chứ người ta sợ nè. Mình bán như vậy lộ lã rồi mình không trả tiền ta. Nó ví dụ bữa nay 12 tấn là phải kiếm tiền liền trả. Yeah. Em với Khánh đang lo. Tại vì bây giờ chiều nay chưa có tiền. Không sao đâu. Ý mình nói vậy đó. Mình sẽ không cố gắng có vượt mà ý mình cũng phải lo cái phần đó đó anh. Tại vì thấy người ta cực khổ quá. Nào mình phải lo. Dạ. Yeah. Đúng rồi, người kia kìa. Cái này nó chín như lá. Ngủ đi không đây. Đi kìa, trên đó kìa, mép đó kìa. Đi kìa qua bên bển giữ dằn nè, anh màu dây không nè. Nè. Màu này không nè. Kìa, tét lấy, tét lấy, tét lấy. Kìa, mày không nè. Hồi nãy leo cây bị cay. Vậy hả? Dạ. Dạ. Không bảo ngoài vậy không nè. Dạ, nghe tay rồi. Bên kia kìa nó chạy không rồi, nè. Rồi, nó chạy không bên đường đó đó. Nè. Rồi, rồi, đi đi chị. Bây giờ nghe nè. Nè. Mẹ anh em thì đứa mẹ đấy, mẹ cho anh hết. Để nó đi đem mãi như giờ không có chỗ để. Chắc màu. Quá trời chó. Cái nào đâu bẻ cho đừng. Trời ơi, nó vàng vậy đó hả? Đây nè, có cây không? Đây nè, của em nó vàng vậy nè, em kêu theo không kêu nè. Vàng nhóc cái chân đó. Đây nè, nó vàng vậy nè, ở ngoài cái đường đó kìa, hàng hai xa số luôn. Cái bà má nó cầm cái lọng bỏ rồi. Ở ngoài đường đó vậy đó hả kìa, dạ. Cái đẹp không kìa? Đẹp không vậy á? Ồ bà chồng vậy mới đẹp đó. Ở ngoài đây nè. Chồng gì nè, vậy em về con. Đi, đi, đi ra không được, phải qua bên kia mới qua được. Bên kia mới được. Đầy trái quá trời trái luôn nè cô chú ơi. Qua bên kia phải có xuồng mới qua được. Ở nặng có mấy thùng kìa. Sao rồi, nãy giờ trải nghiệm bẻ sao rồi? Về nhớ kêu. Quá thích luôn. Kêu mọi người phải ủng hộ mọi người, người 5kg cũng được, là mấy ngàn người cũng là nhiều lắm á. Dạ, rụng quá trời rụng luôn nè cô chú ơi. Nè. Nó rụng như vậy nè. Hết thấy không? Qua bên kia chạy. Qua bên kia. Trái vàng vậy không à, qua bên kia. Có kết quả thì điện thẳng sư phụ. Rồi đi dài tới. Sư phụ cho người. Ôi trời ơi, mệt quá Thắng ơi. Con thấy dài trái qua đây cho các bạn. Sư phụ ơi, giải cứu cho chị mới được, là bây giờ cam nó quá trời nó rụng là ghê lắm sư phụ ơi, rụng nè. Nhóc chân dưới đất nè, tới mùa thu hoạch rồi mà không bán được thì phải nó rụng. Già nó rụng luôn, chín nó rụng. Ghê thiệt. Nó rụng xuống hầm ha. Rụng. Cái rụng rồi mình sai ra. Chứ nếu mà hôm đó nay mà không sai ra cái lạnh. Nó đầy đây luôn ạ. Dạ chắc nó đầy luôn rồi đó. Dạ. Rồi, rồi. Mấy cái dừa mé này nó chín ghê. Chị đưa mấy cái đó xuống em. Tặng em. Cho chị, của chị nào đấy đó. Của chị nào chứ, đóng chị sao ra chứ.
Trái ở đây anh bẻ nó nhỏ ra trái ngoài kia. Đúng, trái dữ rồi chứ. Mình nhìn ta làm mà được mùa mà thắt giá thấy tội nghiệp quá ha anh ba. Bởi vậy cái này mà trúng giá đi. Mấy vườn này 400-500 triệu. Bình thường. Quá trời dữ luôn. Rớt lên cây mà không đụng được. Cam công nhận ngon thiệt nha. Vô vườn cam này bà con hỗ trợ giùm coi chứ bây giờ quá trời luôn rồi, cam hết hồn cam luôn. Cái cam dữ dằn không? Đây trái cam nè cô chú. Cam nè. Trái cam nước hết biết không? Đăng lên bán giùm cho vũ vườn ơi. Đó. Chị ăn thử đi coi coi ngọt không? Ăn cảm nghĩ chị coi sao? Ngọt mà nãy ăn rồi. Cái này mình bẻ hồi nào mà giờ này mình gom anh? Dạ. Cái này mình bẻ gì là mình ăn tấn hay là ăn sao anh? Tấn. Tấn hả? Một tấn vậy nhiêu anh? Không biết nữa, cái kia là. Dạ. Thấy năm nay thấy nhà vườn thất giá thấy tội nghiệp quá mà không có người mua nữa. Lỗ. Dạ. Này là lúc trước là 10 mấy ngàn. Bây giờ bán 3 ngàn, 4 ngàn. Hồi sáng giờ mình thu hoạch được bao nhiêu tấn anh? Có biết không? Chưa canh cũng không gần, người đó cũng đỡ vài tấn. Dạ. Đây bẻ xong rồi mới làm cái tấm cao su cột ngang rồi để vô cao su kéo ra nghe cô chú. Đây rồi ảnh thì ảnh đây bẻ sẵn rồi ảnh lụm ảnh liền vô đây nè cô chú. Đây là mình hái không kịp là nó sẽ rụng phải không anh? Ừ, tới thời kỳ nó chín nếu mình bán không được thì nó sẽ rụng thì không còn ăn được. Dạ. Con bột nó hái. Hôm nay là mình hái gì là giải cứu cho đưa cho Đức Thành không phải không anh? Dạ. Anh có biết bao nhiêu tấn không? Tấn. Dạ. Thiết kế cái chiếc thuyền này là như ý luôn nè cô chú. Không có này. Chứ không có này sao mà đem ra được phải không? Không làm nổi. Dạ. Theo như so với mọi năm mà cam năm nay anh thấy trúng hơn năm rồi không? Trái thì dạ do đụng cam ha. Với lại cộng lại kênh tới khó khăn á. Công nhân giờ nó thất nghiệp nhiều quá. Dạ.
Hả? Đồ vậy. Mé đầm là cái cây đó. Dạ anh em ạ. Cái đầm đâu có lên được. Không ai tiên tiếp chú thì cần tiếp chú chạy đi tiếp 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 đó nào hết đây khác rồi đủ chưa đúng không luôn. Đó, ở giữa nè mà nó đủ luôn nè đó rồi đưa bịch lên, lên. Từ giờ lụm dữ dằn lắm rồi mà hết rồi mới quay còn nguyên xuồng chưa quay vậy nguyên xuồng á 10 tấn á xuồng này 10 tấn nè anh em ơi lụm từ sớm giờ sáng giờ này mới hết nè cam quá trời cam luôn anh em ơi ủng hộ dùm mấy cam ơi Khi ở đây bẻ xong rồi mới vận chuyển ra ngoài giữa nha cô chú. Cái giữa ngoài đầu chạy ngoài đầu đường. Đậy bẻ xong là để dưới miếng cao su gì kéo ra nha cô chú. Ở đây trong vườn bẻ ra rồi lòi ở đây rồi mới đưa lên căn nha cô chú. Cái này mình lòi ra giữa đó ha. Dạ. Ra ngoài bãi nè. Dạ đem ra ngoài đầu đường nha. Mấy chị nãy giờ bẻ được nhiêu ký rồi? Còn khoảng 5-60 tấn nữa. Thì hôm nay là cắt ra được. Hôm nay là mười mấy rồi đó. Với hôm hổm nữa là cũng được. Hôm hổm với hôm nay chắc được mười mấy rồi. Ít nhất là cũng phải còn 50 tấn nữa. Hôm nay là mình cắt cỡ khoảng bao nhiêu tấn chị? Thắng nói hôm nay cắt có thể
phải là 10 hoặc là 11 tấn đổ lại thôi, chứ xe nó không có chở hết nữa. À. Sư phụ nói là vậy đó. Vậy đó, rồi cho nên là cũng đổ khoảng thôi, nhưng mà mình chưa chắc chắn được. Là sư phụ nói là lấy khoảng mười mấy tấn nữa thôi ha. Là từ từ lấy từ từ ha. Không còn neo được nữa, nó sẽ tự rụng luôn. Dạ. Nhiều lắm á, số mương này nhiều lắm rồi đó. Dạ. Còn mình còn nước nước nó gồng, mình có xả ra đó bớt để nó thúi. Cho nên là xả ra đây rất là. Dạ. Bởi vì thôi gần đây nè. Dạ, thôi. Chứ ngày xưa nước đâu có hôi vậy. Nước nó không có rụng là nó sẽ không có hôi vậy. Đây nó rụng như vậy nè cô chú. Nếu như mà mình không bẻ là nó sẽ rụng như vậy nè. Đến ngày thu hoạch mà mình hái không kịp là nó sẽ già chín đi, nó rụng. Mà bây giờ đến thời là nó rụng không thể cầm cự được á. Nó không cầm cự được nữa. Là ngoài này trái nhiều mà nó đẹp nữa. Chín. Này cũng rất là cảm ơn sư phụ đã giải cứu cho chị. Chị mong ước gì nữa về sư phụ giải cứu thêm nữa chị nói luôn đi chị. Dạ, mong ước sư phụ giải cứu cho con. Đây chị bẻ nè. Bẻ tặng cho mấy chị á. Mong cô chú gần xa có lòng hảo tâm giải cứu cái vườn cam của chị. Chị tên gì chị? Chị Quyên chủ vườn. Chứ bây giờ cam đồ trái đã chín rồi mà chưa có thương lái để tới mua, mà khi đó phải thuê nhân công hái hàng ngày, mà khi đó hàng ngày là phải hái là trả tiền liền, cũng khổ cho chị. Cam trái đẹp gì nè cô chú. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.